cả các đầu báo châu Á đồng loạt nói về tình huống thay người của huấn luyện viên Đinh Thế Nam, U19 Việt Nam nhận tin sét đánh. Mặc dù mang tính chất quan trọng của một trận chung kết, tuy nhiên U19 Việt Nam và U19 Malaysia đã thi đấu cởi mở ngay từ những phút đầu. Phút thứ 2, U19 Malaysia suýt nữa thì có bàn mở tỷ số khi mà Arihim đã có một pha bứt tốc bên cánh trái, loại bỏ hàng phòng ngự của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, ở nhịp xử lý cuối cùng, số 16 của đội khách lại đi bóng hơi mạnh. Sau những phút đầu tiên để cho Malaysia thi đấu có phần lấn lướt, U19 Việt Nam đã dần lấy lại lợi thế. Ở phút thứ 12, đội trưởng Khuất Văn Khang có pha xử lý đẳng cấp trước khi đưa bóng vào trong cho anh Tú, đánh đầu tung lưới U19 Malaysia. Phải nhận bàn thua sớm, U19 Malaysia đã dồn lên để tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của các chân sút áo vàng lại đi thiếu chính xác. Bước sang hiệp 2, U19 Malaysia đã dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đã đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, Malaysia đã để lộ những khoảng trống, Khuất Văn Khang và các đồng đội thì lại không tận dụng được cơ hội. Sau những phút nỗ lực không biết mệt mỏi, phút thứ 85, cầu thủ mang áo số 7 Haikwa đã có một pha thoát xuống đầy nỗ lực trước khi tung lưới truyền vào khu vực vùng cấm địa, tạo điều kiện cho Aha đã ghi bàn gỡ hòa. Gỡ hòa nhau trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, U19 Việt Nam và Malaysia buộc phải bước vào loạt penalty may rủi. Bản lĩnh hơn trên chấm phạt đền, U19 Việt Nam đã chính thức giành chức vô địch U19 quốc tế. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã trả nợ thành công sau thất bại tại bán kết U19 Đông Nam Á cách đây không lâu. Thậm chí chúng ta có cả vốn lẫn lời khi mà đánh bại cả Mãnh Hổ tới 2 lần. Một là tại vòng bảng, hai là trận chung kết. Trên khắp diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ trong khu vực Đông Nam Á đã không tiếc lời khen cho U19 Việt Nam. Malaysia thật sự đã không chơi được bóng, U19 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn, họ giữ được bóng rất lâu trong chân của mình. Một người hâm mộ đã bình luận, kỹ năng cầm bóng của U19 Việt Nam thật sự là một điều gì đó rất khác biệt, Arim đã nhận định. Henchi U19 Việt Nam chỉ mời U19 Malaysia tham dự, hóa ra họ tính hết cả rồi, Satan đã comment. Sau tất cả, Việt Nam và Malaysia vẫn là những người bạn bè, giữ sự tôn trọng này và cầu mong sự phát triển tốt đẹp cho các cầu thủ. Gửi lời chúc từ Malaysia, U19 Việt Nam đã làm rất tốt. Màn trình diễn quá tuyệt vời của U19 Việt Nam. Ngày hôm qua, một đại diện của Malaysia đã đánh bại Viettel trên chấm 11m và hôm nay các cầu thủ của U19 Việt Nam đã trả nợ thành công, đó là sự công bằng. Tôi nghĩ rằng điều này thua thì cũng không có vấn đề gì là quan trọng. Điều quan trọng là giờ đây, các cầu thủ trong khu vực Đông Nam Á đã có một màn tập dượt thành công cho vòng loại U20 châu Á. Thắng hay thua thì chúng ta vẫn là những người bạn tốt của nhau. Chúc mừng Việt Nam. Tỏa sáng nhất trong trận đấu này có lẽ là huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Ông đã có một quyết định táo bạo khi mà đưa thủ thành Cao Văn Bình vào sân trong những phút cuối. Khi này thì tỷ số đang là 1-1 khi mà U19 Việt Nam bị gỡ hòa. Vì chiến lược gia người Huế cho thấy sự tài tình của mình, hiếm có huấn luyện viên nào có thể dám thay thế thủ môn trong một trạng thái như thế. Trước đây tại World Cup 2014, huấn luyện viên Van Gaal của đội tuyển Hà Lan đã tạo ra sự thay đổi điên rồ và thành công. Người ta tung hô ông là thiên tài và huấn luyện viên Đinh Thế Nam vừa chứng kiến khả năng của mình cũng như là chứng minh mình cũng không thua kém gì các đồng nghiệp lừng danh kia. Thủ môn Văn Bình đã không đẩy được quả phạt đền nào, nhưng mà trong tình huống làm phân tán đánh thẳng vào tâm lý đối phương khiến cho hai cầu thủ của U19 Malaysia đều đưa bóng lên trời. Rõ ràng sự thay đổi thủ môn ở thời điểm không ai dám nghĩ đó chính là chìa khóa đưa Việt Nam vô địch. U19 Việt Nam nhận tin cực vui được thầy Park trực tiếp khen thưởng. Dù không nắm quyền ở lứa U19 hay là U23, nhưng ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang rất quan tâm tới bóng đá trẻ Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra thích thú với dàn cầu thủ trẻ này. Tuy nhiên, dù là vô địch, U19 Việt Nam vẫn nhận những tin không mấy dễ chịu trước giải đấu, quan trọng là U19 châu Á. Đặc biệt là chiến lược gia 63 tuổi đã hỏi han tổ chức về một số cầu thủ của U19 Việt Nam. Ba cái tên lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Park Hang-seo là Nguyễn Văn Trường, Quất Văn Khang và Nguyễn Bảo Long. Nếu như Văn Trường và Văn Khang trở nên quen thuộc với người hâm mộ trong thời gian qua, thì Bảo Long là một nhân tố được trao cơ hội trong giải đấu lần này. Bảo Long sinh năm 2005 và được đánh giá rất cao, không chỉ huấn luyện viên Park Hang-seo mà huấn luyện viên Gong Ki-win cũng ấn tượng. Tôi ấn tượng với vài nhân tố, nếu được chọn làm cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, tôi chọn Bảo Long, số 12 đá hậu vệ trái. Trao đổi với Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Cao Văn Chóng, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng những giải đấu như U19 quốc tế là vô cùng bổ ích, giúp cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trưởng thành. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng mong VFF quan tâm tới lứa U23, phải đề nghị các câu lạc bộ cho các cầu thủ U23 được đá nhiều hơn. Nếu mà chưa có thể thì VFF sẽ tổ chức các giải U23 cọ sát trong dịp FIFA Day từ nay tới cuối năm. Nhà cầm quân 63 tuổi còn tỏ ra tiếc nuối vì không biết giải U19 quốc tế có trận chung kết, nên đã đi kế hoạch ở Thanh Hóa vào ngày hôm 11 tháng 8.
Dù vậy thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có cơ sở tư vấn cho huấn luyện viên Goh Kyu-in những nhân tố nổi bật của Việt Nam. Cũng tại giải U19 quốc tế lần này, bên cạnh là ấm trọn chức vô địch, U19 Việt Nam cũng thâu tóm rất nhiều danh hiệu cá nhân. Đáng chú ý, đội trưởng Khuất Văn Khang của chúng ta chính là cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất. Cụ thể, sau trận chung kết, Khuất Văn Khang được trao liền 4 giải, bao gồm cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chung kết, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, cầu thủ U19 Việt Nam xuất sắc nhất giải đấu và cầu thủ U19 Việt Nam xuất sắc nhất trận chung kết. Ước chừng số tiền thưởng mà Khuất Văn Khang nhận về trong giải đấu lần này lên tới hơn 35 triệu đồng. Đây là một phần thưởng rất xứng đáng cho thủ lĩnh của U19 Việt Nam. Về U19 Việt Nam, với chức vô địch U19 quốc tế năm 2022, toàn đội nhận thưởng 10.000 USD từ ban tổ chức, tương đương với khoảng 200 triệu Việt Nam đồng. Trước đó, với việc đánh bại U19 Thái Lan, thì VFF đã thưởng nóng 300 triệu đồng. Đặc biệt, số tiền thưởng mà Khuất Văn Khang và đồng đội được thưởng sẽ còn tăng lên. Cụ thể, thì cầu thủ Nguyễn Văn Trường của U19 Việt Nam sẽ chắc chắn vắng mặt tại vòng loại U20 châu Á do anh không kịp bình phục chấn thương. Trước đó, tiền vệ mang áo số 14 gặp chấn thương trong trận đấu với Thái Lan. Ông Đinh Thế Nam cho biết, sau giải U19 quốc tế 2022, toàn đội sẽ lên đường sang Nhật Bản để tập huấn. Có 5 cầu thủ ở lại, bao gồm Đinh Văn Trường, Tuấn Phong gặp chấn thương. 3 cầu thủ còn lại chưa đáp ứng được chuyên môn là Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Nhân Nghĩa và Tạ Việt Sơn. Với chấn thương gặp phải, Nguyễn Văn Trường mất ít nhất 2-3 tháng để có thể bình phục. Trong khi đó, vòng loại U20 châu Á sẽ khởi tranh từ 14 tháng 9. Đây chính là một tổn thất vô cùng to lớn của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Khi mà thiếu vắng Văn Trường, chúng ta sẽ mất đi một tiền vệ quan trọng có thể san sẻ nhiệm vụ với Khuất Văn Khang ở trung tuyến. Tuy nhiên, người hâm mộ thì cũng có thể phần nào bớt lo lắng khi mà U19 Việt Nam sẽ nằm tại một bảng đấu tương đối vừa sức. Cụ thể, U19 Việt Nam sẽ nằm ở bảng F với các đội U19, bao gồm Indo, Timor-Leste, Hồng Kông. Trong khi đó, những đại diện khác của Đông Nam Á như U19 Thái Lan, U19 Philippines, Campuchia, Singapore sẽ gặp nhiều khó khăn khi mà nằm chung bảng với nhiều đội mạnh trong khu vực như là Oman, Afghanistan, Tajikistan và Lebanon. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay và cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin thể thao nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!